Bây giờ đi nè, cắm qua ngoài chùa qua ngoài chiếm. Bây giờ anh nói không, không giữ nói này không. Dạ đúng rồi. cái người mà thắng á, chắc chắn không bao giờ tao bỏ tiền lên trước. Không biết cái này nè, bây giờ anh Phú là cái người đại diện cho cái đầu thắng tối nay. Để anh Phú cho biết cái tỷ số cuối cùng là bao nhiêu để anh Dũng có thể. Không phải là dự đoán mà là chính xác. Messi gửi với em Messi. Messi gửi Messi em mà mình nói con mày muốn hay như trái. Dạ. Ba trái được không? Rồi rồi. Ba trái được không? Dạ. Messi gửi như trái ba trái à. Ba trái một mình Messi nha, cái nhóm Messi. Bây giờ mình có ý kiến gì? Cái bệnh quan tưởng là cái bệnh khó trị hai chục đồng trên xe luôn. Bây giờ thế này nè, bây giờ tuyên bố của anh Phú là Messi sẽ có 3 trái cộng thêm 1 trái của đội Dũng thì là kết quả cuối cùng sẽ là 90 phút là 1 đều. Tại vì mình sẽ bắt là 90 phút thôi. Phong muốn ra khỏi đây á thì Phong cho sau đi. Không chứ cho cái kết quả cuối cùng cho em đội cua rồi một đều luôn chứ như đâu anh đừng có gây chia rẽ nội bộ anh đừng có đòi đòi cái gì đó anh đừng sai cua mà đầu kết dễ sợ luôn. Tôi là mê Messi nhưng mà trận này Messi sẽ không có làm coi được cái nào hết. Messi là thần tượng. Messi nghe nha, Messi mà nghe là tôi là nó tối hôm qua nói chuyện với nó rồi. Mọi người nói chuyện với ngoại điện thoại bỏ cái này. Messi nói là nó sẽ ăn overtime 91 á là em không có đá vô để anh Dũng thắng cái kèo này. Ô nghe còn mạnh hơn này nữa. Đến chứ nó gửi Messi cho này nó chịu luôn. Cái gì mỗi thằng nó dễ luôn. Tại vì Messi nó có thể nó chối. Nó nói là em đâu có nói em ghệ em nó nhắn. Còn cái này thông văn lại là Messi rõ ràng luôn. Messi nói là anh Dũng 90 phút đầu tiên em không đá vô cho nào hết. Họ nói tiếng Việt cái tiếng Anh. Thẻ đỏ đầu tiên á là hợp lý. Cái thẻ đỏ thứ hai thì vô lý. Và bực nhất á, là cái thẻ vàng cho Messi. Chính ra là phải penalty shot cho cái đó. Vì trọng tài không có công bình. Do đó thì Messi với tư lưng Messi hay là Wayne Gretzky á, không bao giờ mà phải argue với trọng tài cả. Nhưng mà bực quá, nóng quá. Xong chưa? Xong chưa? Xong chưa? Bây giờ hiệp 2 thì mình mới đề nghị là thế này, mình đổi trọng tài. Không, xong chưa? Bây giờ anh Dũng có đây. Thôi, còn đang nói chưa sao? Chờ tới trên cười cái. Đang chung đội vậy hả? Bây giờ sao? Theo em á, là cái thẻ đỏ đầu tiên á, okay, bây giờ đúng hay sai gì á là ok, thằng kia bị thẻ vàng là nó hai thẻ vàng nhập lại thẻ đỏ, coi như là hợp pháp, đúng không? Rồi nó là bị thẻ vàng thôi, chứ không phải là bị thẻ đỏ. Tại vì nó là bị hai cái thẻ vàng khi mà nhập lại là thẻ đỏ, đó là quy luật của đâu anh, hợp pháp. Yes. Còn thằng bên phía anh á, bên Argentina á là tàu lao. Tại sao? Tại vì bị thẻ đỏ liền lập tức, đúng không? Phải thẻ vàng thẻ đỏ liền. Cái đó là cái hợp lý. Thằng Messi á, thật sự em thích Messi lắm hay là không, nó là ok hay, nhưng mà nãy là nó đóng kịch. Vô 11 mét mày đặt té nữa là bị thẻ vàng là đúng rồi. Tức quá. Thường thường nhất là cầu thủ siêu sao á, ít khi nào mà mua ai kia bị chọc. Tại vì đúng ra là, trường hợp đúng ra là thật sự là bên em á, tính chắc 10 đá 11 không sao hết. Chứ sao không ăn thôi. Nhưng mà thôi thì cái trọng tài nó ok, hồi nãy nó lầm nó. Nó thật cái đỏ thằng kia là sai. Thôi sao chửi quá trời hả? Hiểu ý rồi là ok, không sao. Em thấy là cái thẻ đỏ thứ hai là chính xác nhất. Tại vì thông thường mà nếu một trận đá
mà nếu mà thải đỏ liền á là phải có chuyện mới thải đỏ liền, không bao giờ mà khơi khơi thải đỏ liền hết. Thằng trọng tài nó chơi cái thải đỏ đằng kia nhưng mà vô tình nó phải bỏ xích nồi cho thằng trọng tài là sẽ phạt nó sun là cái mà nó vô lại xong chưa, xin phép mà mình cười cái đi. Mặc dù là em cũng bên đội chưa lên có cười, nhưng mà trời em cười cái lạnh. Bây giờ theo em cái trận đấu này hiện tại bây giờ thằng Chile đang sức mạnh rất là nhiều, đang tấn công, đang rõ ràng luôn, rõ ràng. Theo em là bây giờ tới hiệp 2 có sẽ giữ quề không không? Rồi, em về thì sao? Không luôn, không không. Em hả? 1-0 Chile. Argentina 2, Chile 0. The same. Argentina 2, goal. Và Chile, nothing. Chẳng thấy cười cái này. OK, công bình cái á, bên Argentina nó bị mất thằng 16, thằng đó cực kỳ quan trọng. Đó, đúng rồi. Đó là đó cơ hội à, Argentina ăn hai trái nó có tiệm. Thậm chí có là hồi xem là 70% là sẽ thay 0-0 và 10% còn lại. Nghe lại thì có cơ hội 1-0. Dạ.